Sau dự án BOT cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, sắp tới đây thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thu phí không dừng tại 3 trạm BOT trên địa bàn thành phố. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, việc thu phí không dừng sẽ triển khai tại 3 trạm BOT gồm xa lộ Hà Nội thuộc quận 9, cầu Phú Mỹ thuộc quận 7 và trạm An Sương An Lạc trên địa bàn quận Bình Tân. Dự kiến việc thu phí không dừng tại 3 trạm BOT này sẽ triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 với 4 làn thu phí không dừng mỗi trạm. Hiện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các chủ đầu tư BOT triển khai đầu tư hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử không dừng tại 3 vị trí trên. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng thực hiện kết nối và thanh toán liên thông với các trạm thu phí trên toàn quốc theo định hướng chung của Bộ Giao thông Vận tải. Việc thu phí không dừng xe sẽ giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm. Ngoài ra, các phương tiện tham gia giao thông có thể tiết kiệm thời gian qua trạm, hạn chế kẹt xe vào giờ cao điểm.